Thưa quý vị, theo thông báo của Bộ Ngoại giao, ngay sau khi nhận được thông tin liên quan tới vụ việc xảy ra tại một khách sạn ở Bangkok, Thái Lan vào tối ngày 16 tháng 7, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng với cán bộ Đại sứ quán đã đến hiện trường. Đại sứ quán Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thái Lan để làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân. Trước đó, truyền thông Thái Lan đưa tin 6 người đã được phát hiện thiệt mạng trong một khách sạn cao cấp ở thủ đô Bangkok của nước này, trong đó có công dân Việt Nam. Vụ việc trên được phát hiện tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở quận Pathumwan vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7 theo giờ địa phương. Tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện thi thể của 3 phụ nữ và 3 đàn ông. Cảnh sát Thái Lan cho biết các nạn nhân thuê phòng khách sạn trong ngày 16 tháng 7 và trả cùng ngày. Hành lý đã được đóng gói cẩn thận. Cơ quan điều tra chưa kết luận chi tiết nguyên nhân dẫn tới cái chết của 6 người, song xác nhận có khả năng 6 người đã chết vì ngộ độc. Tòa án Nhân dân TP.HCM cho biết đã thụ lý hồ sơ để chuẩn bị cho công tác xét xử vụ án liên quan tới bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can thuộc giai đoạn 2 của vụ án này. Vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo cáo trạng, trong vụ án giai đoạn 2, có 34 bị can bị truy tố về 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố cả 3 tội danh trên. Ở giai đoạn 1 của vụ án, ngày 11 tháng 4 năm 2024, Tòa Nhân dân TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình. Liên quan tới vụ án này, 85 bị cáo đồng phạm còn lại, hội đồng xét xử tuyên từ 3 năm tù cho đến tù chung thân. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa liên tiếp triệt phá 2 điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn trong đợt cao điểm diễn ra Copa America và Euro vừa kết thúc với số tiền khoảng 30 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Phước về tội tổ chức đánh bạc và Huỳnh Tiến Nhật cùng chú tại Quảng Ngãi về tội đánh bạc. Thông qua đối tượng trên mạng, Phước đã kết nối tổ chức nhiều đối tượng đánh bạc qua trang Internet cá độ bóng đá. Kiểm tra tài khoản của Phước quản lý, tổng cộng có gần 3.000 lượt cá cược với tổng số tiền trên 8,5 tỷ đồng. Cùng thời gian này, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Niệm và Lê Thiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua Internet cho nhiều người trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi với số tiền cá độ bóng đá trên 20 tỷ đồng. Cũng với hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet, Nguyễn Thanh Nhàn, trú tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, cũng đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt quả tang. Tang vật tạm giữ là một điện thoại di động, một bộ máy tính. Tổng số tiền đặt cược chỉ tính riêng trong trận chung kết Euro 2024 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Anh là gần 71 triệu đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã sử dụng tài khoản đánh bạc mua trước đó để truy cập vào trang web bóng88.com để lấy tỷ lệ cá cược các trận bóng. Sau đó, cược được thua với người chơi thông qua điện thoại trên ứng dụng Zalo. Tiền cá cược được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản trên ứng dụng Internet Banking. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú, trú tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 19 tháng 6, phát hiện thuyền của ông Nguyễn Văn Dừa đang neo đậu dưới kênh không có người trông giữ, đã gắn sẵn động cơ và có một số thiết bị chuyên dụng kèm theo, ước tính tổng trị giá khoảng hơn 100 triệu đồng, nên Nguyễn Văn Tú đã lấy trộm rồi nổ máy bỏ chạy. Khi cách hiện trường khoảng 10 km thì Tú đã bị người dân đuổi kịp bắt giữ, đồng thời giao Tú và tăng vật cho cơ quan công an xử lý. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Tú là đối tượng nghiện ma túy. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chi Tôn tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến việc sử dụng trang phục và có gắn các phụ kiện lạ trên ngực áo biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mới đây Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Theo nội dung quyết định, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn, hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Cụ thể, trong chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Ngày Em Thắp Sao Trời diễn ra ngày 4 tháng 5 năm 2024 tại Disco Hall Sala, thành phố Thủ Đức, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn một số tiết mục có sử dụng trang phục gắn các phụ kiện trên ngực áo biểu diễn trước khán giả có vi phạm theo kết luận của Hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định ngày 12 tháng 6 năm 2024. Với vi phạm trên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị phạt số tiền là 27,5 triệu đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng theo quy định. Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung áp dụng kể từ ngày nhận được quyết định này. Một thông tin đáng chú ý khác, theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình, mưa lớn kèm theo dông lốc sét kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến 15 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các hạ tầng trên địa bàn huyện Mai Châu, Tân Lạc, Kim Bôi và Lạc Sơn. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13 tháng 7, một người đàn ông ở xóm Nhót, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu trong lúc đi làm ruộng bị sét đánh. Người này được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Mưa lớn cũng đã gây ngập úng 1 hecta lúa và hoa màu, 12 hecta lúa mới cấy và 5 hecta cây hoa màu trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Huyện Tân Lạc bị ảnh hưởng nặng nề nhất với trên 100 hecta lúa hoa màu bị ngập úng. Đối với hạ tầng giao thông thì nhiều ngầm tràn thuộc các huyện Kim Bôi, Tân Lạc bị ngập sâu khiến giao thông ách tắc. Nhân kỷ niệm 47 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Toàn diện giữa hai nước, 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2024, đoàn cán bộ của Bệnh viện mùng 5 tháng 4 Bộ Công an Lào đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an Việt Nam. Đây là dịp để tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa hai bộ, trong đó có mối quan hệ sâu sắc giữa Bệnh viện 19 tháng 8 và Bệnh viện mùng 5 tháng 4 của Lào. Tại buổi làm việc, đại diện Bệnh viện 19 tháng 8 đã giới thiệu tóm tắt về mô hình tổ chức, các chuyên khoa và các thế mạnh chuyên sâu của Bệnh viện 19 tháng 8, giao nhiệm vụ cho các học viên cũng như các đơn vị có học viên đến học tập, bồi dưỡng chuyên môn. Trong nội dung làm việc, đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện mùng 5 tháng 4 Lào đã đặt ra nhiều câu hỏi về lĩnh vực chuyên môn y khoa và các kế hoạch làm việc giữa hai bệnh viện trong chuyến công tác lần này. Về phía Bệnh viện 19 tháng 8 luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện, hỗ trợ các đơn vị y tế thuộc Bộ Công an Lào nhằm phối hợp, trao đổi, đào tạo bồi dưỡng, giao lưu kiến thức chuyên môn giữa các đơn vị y tế thuộc Bộ Công an Lào và các y bác sĩ Bệnh viện 19 tháng 8, đồng thời luôn hoan nghênh đón tiếp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để những người con đất nước Lào đến thăm, làm việc, khám và điều trị tại Bệnh viện 19 tháng 8. Nhưng mà hình như lúc đấy đã vào hình dưới sao ấy.